Đọc thêm Cảnh thiên nhiên xứ Nghệ. Cái đẹp của xứ Nghệ không phải ở nơi cánh đồng phì nhiêu, không phải ở trong màu mè của thổ nhưỡng, trong ánh sáng và khí hậu của thời tiết. Cái đẹp của Nghệ tỉnh là ở nơi núi non hùng vĩ, nơi sông sâu nước trong với những cảnh vật bao la. Một dãy núi âm thầm dang dài như một bức bình phong phía sau đất nước. Phía trước mặt, biển Đông lai láng mênh mông. Ngoài khơi, hòn đảo Song Ngư sừng sững đứng như một tòa cột đá trụ trời. Mấy con sông Lam Giang, Phố Giang, La Giang cuồn cuộn từ Đại Ngàn chảy xuống, tưới dội cho những cánh đồng mà cánh tay của người dân cày đã cướp đoạt với thiên nhiên, từng mảnh một, mấy ngàn năm nay. Đôi bên bờ, núi non, làng mạc gieo vào lòng nước trong veo những tảng bóng êm đềm uyển chuyển. Núi rừng xứ Nghệ có một vẻ hùng vĩ xứng đáng với cái tên người ta đã đặt cho nó từ xưa: Văn Màn, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Hồng Sơn. Khi chế độ khoa cử còn thịnh hành, cơ hồ như mỗi một làng đều nhìn thấy trong núi lèn của mình một cái bảng, một quản bút, một cái án thư hoặc một thanh gươm, một chiếc ấn, một con nghê vàng, một con voi trắng, một cái yên ngựa. Nhưng hòn lèn Kim Thang về phía tây thì quả là một danh lam thắng cảnh. Phải ngắm quả núi đá ấy vào buổi chiều khi mặt trời đã xế xuống đầu non thì mới thấy rõ cả một đám hào quang y như nơi cái mũ và đầu bàn tay vàng của một pho tượng Phật. Cho nên nhìn phong cảnh Nghệ tỉnh là phải nhìn cho toàn bức: núi non, sông ngòi, làng mạc, đồng điền, cây cối, cho đến những con đường to nhỏ, đường đất đỏ, đường đất thó, đường đá, len lỏi từ thung lũng này đến thung lũng kia, đầu mối cùng nhau nơi bến nước, hay dắt dốc lên tận lưng đèo. Nếu người bộ hành biết nhìn, biết ngắm, thì trên các nẻo đường qua lại đó, tình cảm thiên nhiên trong cặp mắt của họ có lẽ cũng không đến nỗi thất vọng, mà còn có thể hưởng thụ được những cảm giác hồn dĩ, với cả một lực lượng quyến rũ say sưa nữa là khác. Nhưng ai là người đầu tiên đã cất tiếng hát lên mấy câu: đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non non nước nước như tranh họa đồ. Ai vô xứ Nghệ thì vô. Tuyển tập Đặng Thái Mai, tập 2, Nhà xuất bản Văn học Hà Nội, 1984. Phần chú thích: lèn, núi có vách đá cao dựng đứng. Đầu mối cùng nhau, ở đây hiểu là chụm lại, hội tụ lại cùng nhau. Cùng nhau. Cùng nhau.